Hãy cùng Minh Phương và bà Thắng Vàng đồng hành với các cầu thủ bằng cách nhấn subscribe và nhấn chuông bà Thắng Vàng để được nhận thông báo khi có những thông tin mới nhất các bạn nhé. Antoine Griezmann phải thay đổi số áo 7 yêu thích để sử dụng số áo 17 khi cập bến Barcelona. Tiền đạo người Pháp là một trong số những ngôi sao phải làm điều này trong lịch sử. Bên phía Real, Hazard cũng không còn giữ chiếc áo số 10 như ở Chelsea và tuyển Bỉ. Trước họ có những cầu thủ nổi tiếng khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Hãy cùng Trà My điểm qua những cầu thủ đã từng phải chọn số áo khác trong lịch sử làm túc cầu giáo nhé. Người ngoài hành tinh Ronaldo Lima vốn nổi tiếng với số 9 huyền thoại từ thời còn chơi cho Inter Milan, tuyển Brazil. Nhưng thời điểm khi chuyển sang đầu quân cho AC Milan vào năm 2007, Ronaldo đã phải sử dụng chiếc áo số 99. Nguyên nhân là vì thời điểm đó, một huyền thoại khác của Milan đang dùng số 9, đó là Filippo Inzaghi. Khi cập bến Real Madrid, huyền thoại người Anh David Beckham muốn sở hữu chiếc áo số 7 vốn đã gắn liền với thời kỳ đỉnh cao của Anh ở Manchester United. Nhưng khi đó, Raul Gonzalez, siêu sao của Los Blancos, đang sử dụng số áo này. Beckham sau một cuộc hội với cả phía Real lẫn người vợ của mình là Victoria đã quyết định chọn số 23, số áo của một huyền thoại bóng rổ, Michael Jordan. Jordan khi đó cũng đang đầu quân cho công ty SFX, công ty vốn đại diện cho cả Beckham. Chỉ trong vòng tuần đầu tiên, có hơn 8.000 chiếc áo số 23 được bán hết sạch. Số 10 hoặc số 11 là hai số áo gắn liền với thành công của ảo thuật gia Ronaldinho. Nhưng khi đến với Milan, ngôi sao người Brazil lại phải chọn số 80. Đây cũng là một trong số những vụ chọn số áo đấu kỳ lạ nhất trong lịch sử làng túc cầu. Khi Ronaldinho đến chơi cho đội chủ sân San Siro, số 10 đang được huyền thoại Clarence Seedorf sử dụng. Ban lãnh đạo Milan không muốn gây ra bất hòa bằng cách yêu cầu Seedorf trao lại số 10, vì vậy đã yêu cầu Ronaldinho chọn số khác. Và 80 là con số được Ronaldinho chọn, lý giải là vì đây là năm sinh của anh. Không ngờ rằng, sự lựa chọn này sau đó trở thành trào lưu khi Andriy Shevchenko hay Matteo Flamini cũng lần lượt chọn hai số áo theo năm sinh của mình là 76 và 84. Eden Hazard vừa mới cập bến Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng hè 2019 và đã chọn số áo 23. Nguyên nhân là bởi Hazard không thể xin được Luka Modric chuyển lại số 10 ưa thích. 23 cũng là số áo mà huyền thoại David Beckham từng sử dụng ở Real Madrid. Tương tự như Beckham, tân binh Real Eden Hazard cũng muốn số áo 23 này mang lại cho anh thành công như Michael Jordan hay cả LeBron James của làng bóng rổ. Huyền thoại Chile Ivan Zamorano cũng từng gây bão khi chọn số áo 1+8 ở Inter Milan. Nguyên nhân là bởi khi đó người ngoài hành tinh Ronaldo đang sử dụng số 9 nên Zamorano đã chọn một giải pháp an toàn hơn là số 1+8=9. Gianluigi Buffon từng yêu cầu được dùng số áo 00 thời còn chụp cho Parma, nhưng ban lãnh đạo của đội bóng nước Ý không đồng tình với sự lựa chọn này. Sự lựa chọn thứ hai của Buffon là 01 và cũng bị từ chối. Cuối cùng, người nhện chọn số 88 vì theo anh, nó tượng trưng cho 4 hòn bi, đại diện cho sức mạnh và sự quyết tâm theo như lòng tin của riêng anh. Cựu sao Chelsea William Gallas hai lần liên tiếp gây bão hồi mùa chuyển nhượng hè 2006. Đầu tiên là việc anh chọn đầu quân cho đại kình địch của Chelsea là Arsenal, sau đó là việc chọn áo số 10. Theo lý giải của chính Gallas, thời điểm đó số 13 ưa thích của anh đang được sử dụng bởi Alexander Hlev. Hai số áo còn lại chưa có ai sử dụng là 3 và 10. Nhưng số 3 lại thuộc về người mà fan Arsenal căm ghét là Ashley Cole. Chính vì vậy, Gallas đã chọn số 10, dù đây là con số thuộc về huyền thoại pháo thủ Dennis Bergkamp. Siêu quậy Balotelli từng dùng số 45 quen thuộc xuyên suốt thời còn chơi cho Inter Milan và sau đó là Liverpool, AC Milan. Đây là số áo mà theo Balotelli, nó mang lại may mắn cho anh. Tuy vậy, khi đầu quân cho đội bóng nước Pháp Nice hồi 2016, Balotelli đã phải chuyển sang áo số 9. Nguyên nhân là vì giải Ligue 1 cho rằng 45 là số áo quá quái dị. Cristiano Ronaldo khi chuyển sang chơi cho Real Madrid hồi 2009 đã sử dụng chiếc áo số 9 thay vì số 7 quen thuộc mà anh từng dùng thời còn ở Manchester United. Thời điểm đó, rất nhiều người đã yêu cầu Raul Gonzalez trao lại số 7 cho Ronaldo, nhưng chúa nhẫn muốn tiếp tục sử dụng số 7 của mình. Sau đó đến năm 2013, Raul chính thức trao lại cho Cristiano Ronaldo số 7 để sang đầu quân cho Schalke. Và kể từ đó, CR7 tiếp tục là biệt danh của tiền đạo người Bồ cho đến tận hiện tại.